Kính thưa quý vị, mới đây, vụ cháy nổ kho dầu ngày 5 tháng 8 tại khu công nghiệp tỉnh Matanzas, Cuba đã gây thiệt hại và mất mát nghiêm trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lasso Hernández. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Theo Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, kho dầu tại Matanzas bị sét đánh trúng, khiến một bồn chứa với dung tích 300.000 thùng dầu phát nổ dữ dội. Đám cháy sau đó lan sang bồn chứa gần đó và gây ra vụ nổ thứ hai, trong khi gió đang thổi ngọn lửa về phía bồn chứa thứ ba. Hơn 100 người đã bị thương sau vụ nổ thứ hai, 17 lính cứu hỏa mất tích trong nỗ lực chữa cháy và ngăn tràn dầu, trong khi một người được xác nhận là thiệt mạng. Kho dầu tại Matanzas có 8 bồn chứa, là nơi trung chuyển nhiên liệu cho nhiều nhà máy nhiệt điện của Cuba. Hơn 1.000 dân thường gần khu vực đã phải sơ tán khẩn cấp. Máy bay trực thăng vẫn đang nỗ lực phun nước biển trên các bể chứa lân cận để tránh lửa lan rộng. Trong khi đó, người dân Havana được cảnh báo nguy cơ mưa axit bởi khói từ đám cháy đã lan tới thành phố thủ đô. Trong đó, lực lượng từ Mexico và Venezuela hiện đã trực tiếp có mặt tại cảng nhiên liệu đang cháy để phối hợp với lực lượng cứu hỏa của Cuba. Lời đề nghị hỗ trợ kỹ thuật của Mỹ đã được cơ quan chức năng Cuba chấp thuận.